Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, chào Thảo. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ xin kính chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Thì hôm nay nhà em có về được một lô mai giỏ lá gai, mong được giao lưu cùng các cô chú anh chị mình. Lô mai hôm nay thì giá cả rất là rẻ, là chỉ từ 300, 400, 500 thôi. Mong cô chú anh chị đón xem clip cần cây ủng hộ giùm em. Địa chỉ nhà em thì vẫn ở xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Là số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Và đây cũng là số Zalo của em luôn. Hình thức ship thì nhà em bao ship toàn quốc. Giờ em mời cô chú anh chị mình vô mình coi cây ạ. Rồi. Mã số đầu clip hôm nay em đánh số mã số 31 anh. Rồi mã số 31 của quý vị. Em này cao tầm chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm 60. Đây, xương cành luôn. Rồi, Thảo xây xây cho quý vị mình ngắm nghía ha. Rồi, vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. 18 rồi này. Rồi, xây xen dòng đế luôn. Để trải đều luôn ha. Giao luôn nhiêu đây? Số 31 nè, em giao luôn cô chú anh chị mình 400 ạ. À. Rồi, xuống cây. Tiếp tục là mã số 32. Rồi, 32. Này cũng tầm cao cao đây. Này cao khoảng 1m4 nhưng cái gì? Tán ngang khoảng 70 ha. Rồi, xuống cành luôn. Rồi cái hoành nó đây 19 rồi này. Rồi để luôn 19 hoành. Đây. Rồi cho luôn nhiêu em? Mã số 32 này em cho luôn cô chú chị mình 400 ạ. 400 luôn. Tiếp tục là mã số 33. Rồi 33. Rồi em này cao tầm khoảng 1m4 luôn quý vị. Tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm 90 nha quý vị. Tán này bự hơn mấy em kia ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành chắc hơi bự đây. Dạ. 23 ạ. Rồi 23 hoành. Để luôn. Đó. Luôn như em. Mã số 33 này em cho luôn cô chú anh chị mình 600. 600. Tiếp theo mã số 34. Rồi 34. Này cao hết đỉnh chắc 1m5 quý vị. Tán ngang lấy 60 luôn. Rồi trên đỉnh có tròn cái hoa. Đây, hoa tròn tròn, nhiều cánh luôn. Đó, nhị hướng qua bản đây. Đây để em quay lại. Quay cái nhị đây. Này cũng trổ cũng chuẩn bị rớt cái nhị rồi ha. Còn đẹp luôn, xương cành đều luôn nè. Rồi cho quanh luôn ha. Vô luôn em. Quanh 18 ạ. Rồi, để luôn. Để bốn mặt có đủ. Đó. Vô luôn nhiêu em? Mã số 34 này em xin Zalo 400. Rồi, 400. Tiếp theo là mã số 35. 35, này cũng tông cao đây, này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 70. Rồi, xe xe anh thấy cũng có cái hoa nằm bên kia. Ở đây. Rồi, tớp. Này 2 4 6 7 7 cánh nha quý vị. Rồi. Thành cành luôn. Này thưa thưa đều đều ha. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành thân 21. Rồi, xây dòng đế luôn. Đó, đế cũng tứ diện hết trơn đây quý vị. Bố bố nhẹ nhẹ xuống đây ha. Cho luôn nhiêu em? Mã số 35 này em xin Zalo 400. 400. Tiếp theo là mã số 36. 6 này tông cao nè. Rồi này cao hết đỉnh 1m7 quý vị. Tán ngang này khoảng 80 nha quý vị. Đó. Xương cành nè, cũng đặc lắm ha quý vị. Cũng đặc quá đây ha. Khá cành quá đây. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn. Cái này hoành tính 19 á. 19. Để thì giáp dòng có đủ. Luôn nhiêu em? Dạ mã số 36 này em cho luôn cô chú anh chị mình 500. Rồi xuống cây luôn. Theo mã số 37. Rồi 37. 37 em này cao tầm khoảng 1m7 luôn. Tán ngang khoảng 70 luôn. À, lá thì còn ôm tâm. Hình như trên đỉnh anh cũng thấy như có cái hoa vàng vàng ở trên đây. Đây, bên đây nè. Xíu nữa để xíu này bông bự quá ta. Này 2 4 6 8 chục cánh luôn quý vị. 10 cánh ha. Rồi, xương cành luôn. Cành cũng khá cành quá đây.
Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 22 à? Rồi. Đây đó. 22 hoành. Dạ luôn nha em. Mã số 37 nè, em xin Zalo 500. Rồi, 500. Tiếp tục mã số 38 ạ. À. Rồi, 38. Này cũng khá là cao. Cao lấy 1m7 nha quý vị. Rồi, tán ngang gọn gọn. Khoảng 70. Rồi, xuống cành luôn. Đó, khá cành quá nè. Rồi, mình vô hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Để đây, để cộng bự bự luôn. Mã số 38 này em xin Zalo giá 500 ngàn. 500. Tiếp theo là mã số 39. 39 là xuống ngang nè quý vị. Này cao cũng khoảng tầm 1m6 ha. Tán ngang hôm nay cũng khoảng 70 nha quý vị. Này xuống ngang. Đây độc chủ nó đây. Rồi dàn xương. Xương này nó có hơi bị thiếu thiếu bên đây xíu nè, bên đây ha. Đó. Đây chừng dài thì cành bên đó nó ok ha. Xương ngang thì đẹp rồi nè. Bên kia hơi thiếu xíu. 20 hoành ạ. Rồi. Rồi để cũng khá đế ha, giao luôn nha em. Dạ mã số 39 này em giao luôn 500. Rồi 500. Thêm mã số 40 em. Rồi 40. 40 thì em này cao khoảng 1m3. Tán ngang khoảng 80. Này cái tàng thông cũng gọn gọn đẹp đẹp ha quý vị nè. Xương cành thì khít hết trơn này ha. Cành này vậy là khá cành quá rồi ha. Rồi mình cho cái hoành luôn nha quý vị. Hoành 18 này. Rồi để khá lắm nha quý vị nè. Để đây. Đó. Rồi cho luôn nhiêu em. Mã số 40 này em xin Zalo giá 500. Rồi xuống cây luôn. Cái thêm mã số 41 ạ. Rồi 41. Rồi 41 thì em này cao khoảng tầm 1m2. Tán ngang lấy chắc khoảng 60. Đó, cành cũng vậy. Rồi, dấu hoành luôn thẳng. Hoành 20 ạ. À. Rồi, xây luôn. 20 hoành nha quý vị. Luôn như em. Mã số 41 này em xin Zalo 400 ngàn. 400. Thì tiếp tục là mã số 42 ạ. À. Rồi, 42. 42 hôm nay cao lấy 90 nha quý vị. Tán ngang lấy 60 luôn. À, nãy quên nữa quý vị lấy cái đọt này làm đọt chủ đây ha. Đó. Rồi vô cái hoành em nói luôn rồi quý vị. Hoành 16 ạ. 16 hoành. Vâng. Luôn nhiêu em? Mã 42 nè, em Zalo cô chú anh chị mình 300 ngàn. 300. Thế là mã số 43. 43, xương ngang kích thích luôn. Hôm này cao lấy 1m4 nha quý vị. Tán ngang lấy 80 nha quý vị. Đây đọt chủ đây nè ha. Đó, xương ngang khít khít. Rồi mình xuống cái hoành em nói luôn. Hoành 20 ạ. Rồi đế luôn em. Đế cộng cũng bự bự cũng khá đế ha. Dạ mã số 43 này em cho luôn 500 ngàn. Rồi 500 quý vị. Thế là mã số 44. Rồi 44 luôn. Rồi 44 thì em này cao tầm khoảng 90. Tán ngang khoảng 60 luôn rồi quý vị. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn rồi quý vị. Cái này hoành 19 ạ. Rồi 19 hoành. 400. Dạ 400 cho mã số 44. Rồi 400. Thế là mã số 45. Rồi 45. Hôm nay cao khoảng 90 luôn quý vị. Tán ngang khoảng 60 luôn. Rồi vô cái hoành nó luôn rồi quý vị. Hoành 17 ạ. Rồi để luôn. Mã số 45 này em Zalo 300 ngàn. Rồi xuống cây luôn.
Thế là mã số 46. Rồi 46. 46 thì em này cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang em này chắc khoảng 80 nhân quý vị. Cành cũng khá cành quá nè. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. 20 ạ. Rồi đế luôn. 20 hoành. Đế bự bự bốn mặt có đủ ha. Rồi vô luôn nha em. Dạ 500 cho mã số 46. Rồi 500. Tiếp theo mã số 47. Rồi 47 em này cao khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi tán ngang em này khoảng 70 ha. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Hoành 20 ạ. Rồi để luôn 20 hoành. Mã số 47 này em cho luôn 400. Rồi, tiếp tục mã số 48 ạ. Rồi mã số 48 này tính tới cái đỉnh nhỏ nhỏ trên chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Tán ngang khoảng 70 ha. Đây xương cành luôn. Rồi xe xe cho quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Cũng đặt cành ở trên này ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn. 17 ạ. Rồi xem dòng đế luôn. 17 hoành. Nó luôn nhiêu đen. Mã số 48 này em cho luôn 400. 400. Tiếp theo là mã số 49. 9 luôn. Rồi 49 thì em này cao khoảng 1,5m nha quý vị. Hết đỉnh á. Tán ngang khoảng 70 ha. Thì hết đỉnh này thì khoảng tầm 1,5m nha. Này nói chung thì cũng tay cành cũng vừa chơi, không thưa không thích ha, cũng vừa chơi quá đây. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 23. 23 nè. Rồi xe qua đến kia kìa. 23 hoành. Vô luôn nha em. Dạ, mã số 49 này em cho luôn 400. 423. Mã số 50. Dạ. Dạ, yêu thương quá xá rồi. Số 50 này cao khoảng 1m1 nhưng quý vị. Tán ngang em này lấy 60 luôn đi ha. Xe chậm chậm thì nó nghe xương cạnh. Vô hoành luôn nha. Vô luôn. 22 ạ. Rồi để luôn. Để cũng giáp vòng trên này ha. Vô luôn nha em. Dạ 500 cho mã số 50. Rồi 500. Tiếp theo là mã số 51. Rồi 51 quý vị. À, 51 thì em này cao tầm lấy 1m3 nha quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng 60 đi ha. Cho ăn vòng nữa thì Thảo. Đó, cho chị ngắm nghe cho kỹ ha. Chọn rồi, em vô ngoài luôn. Luôn ha. 20 ạ. Rồi, để luôn. Rồi, vô luôn như đây. Dạ mã số 51 này em cho luôn 500. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 52. Rồi 52 em này cao lấy 1m4 nhưng quý vị. Tán ngang 60 luôn. Rồi. Em này xương cành là khích nữa ha. Đó, dẻo vậy chơi thoát thân cao là cũng hết ý nữa, cắt bỏ tay cành dưới ha. Đó. 20 tính 21 đây này. Rồi 22 yếu. Để vẫn giáp vòng này ha. Hôm nay chơi thấp thân cao ok lắm nè. Mã số 52 này em cho luôn 500. 500. Tiếp tục mã số 53. Rồi. Hôm nay cao lấy 1m3 nha quý vị. Tán ngang lấy 60 luôn. Thân cành luôn. Cái này cũng thưa đều đều thôi gì. Đó vậy cũng vừa chơi ha. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. 19 ạ. Rồi đế luôn 19 hoành nha quý vị. Rồi vô luôn nhiêu đen. Dạ 400 cho mã số 53. Rồi 400. Tiếp theo mã số 54. 54 luôn. Rồi 54 thì em này cao lấy 1m2 nha quý vị. Tán ngang lấy 60 luôn ha. Rồi thân cành ở đây. Rồi xây đều đều tay cho quý vị quan sát đó, ha.
chim này kia. Rồi vô cái quành luôn. 21 à. Rồi để con giáp vòng luôn nè quý vị. À, có đủ ha, giáp vòng có đủ trơn. Nó luôn nhiêu em? 300. Dạ, 300 cho mã số 54. 300 giá yêu thương luôn. Tiếp theo mã số 55. Rồi em này cao khoảng 1m3 nè. À, tán ngang khoảng 70 nha quý vị. Đó, cái này là xương chỉ nè, thấy không, đặt cây luôn. Cái gì quý vị rút xương chỉ ra nhìn thoáng cây đẹp hơn quý vị. Đó, vừa mấy xương chánh thôi ha. Rồi cái quành luôn. Là 19 thế này. Để luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Dạ, 400 cho mã số 55. 400. Tiếp tục mã số 56. Rồi, 56 tông cao luôn. Con này cao hết đỉnh đó, chắc khoảng 1m7 á quý vị. Tán ngang em này cũng khoảng 90 đi ha. Đây, đọc chủ nó đây ha, đỉnh đó. Rồi, xương cành luôn. Nó cũng khá cành rồi quý vị. Đều đều đi ha, không thưa cũng không khích ha. Quành thân 22. Rồi, để gió lùa. Gió lùa qua bên đây. Dạ, 500 cho mã số 56. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 57. Rồi, 57. Rồi, 57 thì em này cao tầm khoảng là 1m25 mà quý vị, nằm khoảng đó ha. Đó, tán ngang thì cũng khoảng tầm 70 ha. Xuống cành đây. Rồi, vô cái quành luôn nè quý vị. Quành 19. Rồi, xây xây luôn, để luôn. Để tứ diện ha, để cộng cũng bự bự nè quý vị. Dạ, 500 cho mã số 57. Rồi, 500. Tiếp tục mã số 58. Rồi, 58, 58 này cao lấy hết đỉnh chắc khoảng 1m2 quý vị. Tán ngang này khoảng 70 đi ha. Hết đỉnh nhỏ tên, đó. Báo lấy 1m1 cũng được. Dạ, quần thân 20. Rồi, để luôn. Đây, để đây. Để con giáp vòng. Đó, xe giáp vòng đi ha. 400. Dạ, 400 cho mã số 58. Rồi, 400. Tiếp theo là mã số 59 ạ. 59 đây. Rồi, 59 thì em này cao tầm lấy 1m2 đâu kìa. Tán ngang lấy 60 luôn đi ha. Đó, cực chừng này. Thân cành khá quá quý vị. Khá cành quá đây. Rồi mình vô cái quành em nói luôn. 18 quành. 18 quành. Rồi cho luôn nhiêu đây em? Mã số 59 nè, em xin cho luôn cô chú anh chị mình 400 ngàn. Rồi 400. Tiếp tục là mã số 60. Rồi. Em này cao tầm 1m. Tán ngang khoảng gọn gọn chắc khoảng 60 nha quý vị. Cao 1m ngang 60 đây. Rồi mình vô cái quành em nói luôn vậy, tay cành cũng khá ha. Em đang 16 anh ơi. Rồi 6 quành. Dạ. Đế cũng xòe anh. Dạ, ơi. Dạ mã số 60 này em cho luôn 300 ngàn anh ơi. Rồi 300 ngàn. Tiếp tục mã số 61 ạ. Rồi 61. Rồi 61 này cao lấy 1m3 đi. Tán ngang lấy 80 nha quý vị. Nhưng em 19 lên đây. Rồi xây xây luôn. 19 hoành. Xứng đáng cái ha. Rồi cho luôn như thật. Dạ 400 cho mã số 61. Rồi 400. Tiếp theo là mã số 62. 62 luôn. Đó, em này cao lấy 1m5 em quý vị. Tán ngang lấy 80 ha. Đây xương cành đây. Rồi vô cái quành luôn. Tính 21 ha. 21 nè. Đây vòng luôn. 21 quành. Cái luôn như thật. Mà số 62 này em cho đưa cô chú anh chị mình 400 ngàn. 400 luôn.
Mã số cuối clip mã số 63. 63 này Cao lấy mét 4 quá vậy. Tăng ngàn lấy 70 đi ha. Rồi sẽ xây thân cành luôn. Rồi được cái quạnh luôn ha. Quạnh thân 20. Rồi cho luôn như em. Mã số 63 cái cuối clip này em cho luôn 400.000 ạ. Rồi, giờ lại không Thảo. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị mình đón xem tới cuối clip. Cô chú anh chị chọn cây ủng hộ giùm em. Cảm ơn. Rồi, chào tạm biệt quý vị mình đi sau nha.